chiếc bao nhiêu mấy? Quýnh mai bây giờ đó. Bạc. Tại vì lút côn bạc này, nó buộc thông đi. Mới cuốn kiến cuốn cho nó đứt bao rồi. Cắt ăn mơ mai gì đâu cái tí tui mơ mai việc đỏ sọt nó mọc lên mai về được con nữa, nó bay rồi thứ, chuẩn chết sô rô kìa. Thank you.